Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB & Associates Income Tax Inc., nơi phục vụ quý vị trong những dịch vụ như bookkeeping, tax planning, live and trust. Mọi chi tiết xin gọi Bình Võ 714-531-8192. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Hệ thống xe lửa tốc hành mang tên Viên Đạn chở khách trị giá 12 tỷ đô la nối Las Vegas và khu vực Los Angeles đã được khởi công xây dựng hôm thứ Hai 22 tháng 4. Israel đã bắn phá miền Bắc Gaza qua đêm trong một số vụ pháo kích nặng nề nhất trong nhiều tuần và sang phẳng các khu vực dân cư trong khu vực mà quân đội Israel trước đó đã rút quân. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ công bố tăng viện trợ quân sự thêm 500 triệu bảng Anh cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan và nói rằng Nga phải bị đánh bại để ngăn chặn quân đội của họ tiến sâu hơn vào châu Âu. Các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công riêng rẽ bằng rocket và máy bay không người lái gắn thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Phụ tá của một thành viên nghị viện châu Âu ủng hộ đảng cực hữu AfD của Đức đã bị bắt tại Đức vì bị nghi ngờ có hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Hôm 22 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền 2023 cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền, nhấn mạnh vụ bắt giam blogger Đường Văn Thái như là một trường hợp đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam. Vụ việc trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt có những dấu hiệu giống với vụ việc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trước đây, mà cuối cùng ông Thưởng phải ra đi. Các nhà quan sát chính trị nói rằng tình hình ông Huệ đang nguy ngập. Công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT có kế hoạch xây dựng một nhà máy trí tuệ nhân tạo trị giá 200 triệu đô la, sử dụng các chip đồ họa và nhu liệu của hãng Nvidia. Nhà chức trách Campuchia đã trục xuất 231 công dân Việt Nam kể từ đầu tháng 3 đến nay, báo Khmer Times của nước này đưa tin hôm 22 tháng 4. Và sau đây là bản tin chi tiết. Hệ thống xe lửa tốc hành mang tên Viên Đạn chở khách trị giá 12 tỷ đô la nối Las Vegas và khu vực Los Angeles đã được khởi công xây dựng hôm thứ Hai 22 tháng 4. Đây được coi là tuyến đường sắt cao tốc thực sự đầu tiên của nước Mỹ và công ty tư nhân xây dựng Brightline West. Dự đoán sẽ có hàng triệu hành khách vào năm 2028. Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ đã cùng với các lãnh đạo của hãng Brightline West đóng đinh tà vẹt đường sắt mang tính tượng trưng và làm kỷ niệm tại địa điểm nhà ga ngay phía nam của dải Las Vegas. Công ty Brightline West đặt mục tiêu xây dựng đường ray mới dài 218 dặm và gần như toàn bộ nằm ở giữa dải phân cách của xa lộ liên bang số 15 nối Las Vegas với Rancho Cucamonga, tiểu bang California. Từ đó, nó nối vào với một tuyến đường sắt đô thị chạy đến trung tâm thành phố Los Angeles. Trong chương trình cũng có một nhà ga ở khu vực Vistaville của quận hạt San Bernardino. Sẽ có những đoàn tàu chạy nhanh hơn 186 dặm một giờ, tương đương với tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, được đưa vào hoạt động kịp thời cho Thế vận hội mùa hè ở Los Angeles vào năm 2028. Hãng đặt mục tiêu xây dựng các đường tàu nối các thành phố của Mỹ quá gần nhau nên không thích hợp để đi bằng máy bay, trong khi lại quá xa để lái xe. Hãng Brightline đã nhận được sự ủng hộ từ chính quyền, bao gồm khoản tài trợ 3 tỷ đô la từ Quỹ Cơ sở Hạ tầng Liên bang và gần đây đã được cấp phép để bán thêm trái phiếu trị giá 2,5 tỷ đô la được miễn thuế. Hãng đã được Liên bang cho phép bán trái phiếu trị giá 1 tỷ đô la tương tự hồi năm 2020. Brightline West nói rằng các chuyến tàu chạy bằng điện sẽ giảm thời gian đi qua sa mạc từ 4 tiếng xuống còn 2 tiếng một chút. Dự kiến sẽ đón 11 triệu hành khách một chiều mỗi năm với giá vé tương đương với vé máy bay. Các chuyến tàu sẽ có toilet, wifi, đồ ăn và đồ uống được bán cũng như ký gửi hành lý. Các quan chức hy vọng đường tàu hỏa này sẽ làm giảm bớt tình trạng kẹt xe trên đường cao tốc số 15.
Israel đã bắn phá miền Bắc Gaza qua đêm trong một số vụ pháo kích nặng nề nhất trong nhiều tuần và xâm phạm các khu dân cư trong khu vực mà quân đội Israel trước đó đã rút quân. Xe tăng quân đội Israel đã thực hiện một cuộc tấn công mới ở phía đông Beit Hanan, thuộc rìa phía bắc của dải Gaza, mặc dù không tiến sâu vào thành phố. Tiếng súng đã lan tới một số trường học, nơi cư dân di tản đang trú ẩn. Tại Israel, nơi các văn phòng chính phủ và doanh nghiệp đóng cửa để kỷ niệm lễ vượt qua của người Do Thái, cũng báo động về những loạt rocket bắn vào các thị trấn biên giới phía nam, mặc dù không có thương vong nào được báo cáo. Cánh vũ trang của Hồi giáo Jihad, một nhóm liên minh với Hamas, đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng rocket. Khói đen dày đặc có thể được nhìn thấy bốc lên ở phía bắc Gaza, từ bên kia biên giới phía nam Israel. Pháo kích dữ dội ở phía đông Beit Hanan và Jabalia, và tiếp tục vào sáng hôm sau tại các khu vực Zital, một trong những vùng ngoại ô lâu đời nhất của thành phố Gaza. Người dân cho biết có ít nhất 10 vụ pháo kích xảy ra chỉ trong vài giây, và ngay phía tây các cuộc pháo kích đã đánh trúng một nhà thờ Hồi giáo và một đám đông tụ tập trên con đường ven biển để nhận viện trợ được thả từ trên không. Quân đội Israel cho biết các rocket phóng vào Israel trong đêm đều xuất phát từ những vị trí bắn ở phía bắc Gaza. Họ đã tấn công các bệ phóng rocket và giết chết một số chiến binh chỉ trong một đêm, trong cái mà họ gọi là các cuộc tấn công có mục tiêu và chính xác. Cho đến nay, những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn đã thất bại, và các cuộc bắn phá và đột kích của Israel khiến người dân Gaza gặp khó khăn trong việc trở về những ngôi nhà bị bỏ hoang. Israel cũng tấn công Khan Yunis ở phía nam hôm 23 tháng 4, một ngày sau khi xe tăng đột kích các khu vực phía đông của thành phố. Israel nói họ đang tìm cách tiêu diệt Hamas, lực lượng kiểm soát khu vực này, và nói rằng họ buộc phải vào bên trong các bệnh viện để chiến đấu vì các chiến binh Hamas hoạt động và ẩn náu ở đó. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ công bố tăng viện trợ quân sự thêm 500 triệu bảng Anh cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan và nói rằng Nga phải bị đánh bại để ngăn chặn quân đội của họ tiến sâu hơn vào châu Âu. Chuyến thăm Ba Lan của ông Sunak để gặp Thủ tướng Donald Tusk là chuyến đi quốc tế đầu tiên của ông trong nhiều tháng nay và nhằm mục đích cho thấy rằng ông vẫn nắm quyền chỉ huy trước cuộc bầu cử vào cuối năm nay mà nhiều người dự đoán ông sẽ thua. Anh lâu nay vẫn là nước ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine và ngân khoản bổ sung sẽ nâng tổng viện trợ quân sự của Anh trong năm nay lên thành 3 tỷ bảng. Chỉ vài ngày sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la, Anh cũng sẽ chuyển đi gói vũ khí khí tài mà họ mô tả là lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm 60 tàu thuyền, hơn 1.600 hỏa tiễn tấn công và phòng không, cùng gần 4 triệu viên đạn cho vũ khí nhỏ. Với việc Nga giành được một số vùng đất, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước giúp Ukraine có vũ khí tầm xa và hệ thống phòng không mà ông cho là cần thiết để lật ngược tình thế. Các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công riêng rẽ bằng rocket và máy bay không người lái gắn thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Một quan chức Mỹ cho hay hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần căn cứ không quân Ayn al-Assad, nơi quân đội Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar miền Tây Iraq. Theo các quan chức Mỹ và Iraq, vụ này xảy ra sau khi có 5 quả rocket bắn đi hôm 21 tháng 4 từ miền Bắc Iraq về phía lực lượng Mỹ tại một căn cứ ở Rumalin, một nơi xa xôi thuộc Đông Bắc Syria. Không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể từ những vụ tấn công này. Các vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái diễn ra gần như hàng ngày nhằm vào các lực lượng Hoa Kỳ bắt đầu vào giữa tháng 10 năm 2023. Một nhóm vũ trang Hồi giáo Shiite được Iran hậu thuẫn có tên là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm và nêu lý do là Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza. Các cuộc tấn công đã dừng lại vào cuối tháng 1 dưới áp lực từ chính quyền Iraq và Iran, tiếp sau các cuộc không kích trả đũa chết chóc của Mỹ ở Iraq, sau khi 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ nhỏ ở biên giới Iraq và Jordan.
Thủ tướng Arad Mohamed Shia al-Sudani đã về nước hồi cuối tuần sau chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài một tuần. Ở đó, ông gặp Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực đưa quan hệ Mỹ-Arad sang một trang mới bất chấp căng thẳng khu vực đang gia tăng. Hoa Kỳ có khoảng 2.500 quân ở Iraq và 900 quân ở miền đông Syria để thực hiện nhiệm vụ cố vấn và trợ giúp. Phụ tá của một thành viên nghị viện châu Âu ủng hộ đảng cực hữu AfD của Đức đã bị bắt tại Đức vì bị nghi ngờ có hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Các công tố viên gọi ông này bằng tên GNG trong một tuyên bố đưa ra hôm 23 tháng 4 và cáo buộc ông chuyển thông tin về các cuộc thảo luận trong cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu cho tình báo Trung Quốc. Ông Maximilian Kroll, ứng cử viên hàng đầu của AfD trong cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 6 cho biết. Jan War là một trong những trợ lý của ông. Ông Kroll nói ông đã biết về vụ bắt giữ ông War qua truyền thông và sẽ ngừng làm việc với người này nếu cáo buộc được chứng minh. Nỗi lo lắng về cáo buộc gián điệp của Trung Quốc đã gia tăng khắp Tây Âu trong những tháng gần đây. Ba công dân Đức đã bị bắt hôm 22 tháng 4 vì bị nghi ngờ chuyển giao công nghệ có ứng dụng quân sự. Cùng ngày, hai người đàn ông bị buộc tội ở Anh với tội danh làm gián điệp cho Trung Quốc, trong đó có một người được cho là từng làm nhà nghiên cứu tại Quốc hội cho một nhà lập pháp nổi tiếng trong đảng bảo thủ cầm quyền. Và vào ngày 25 tháng 3, Mỹ và Anh cáo buộc Bắc Kinh tấn công mạng nhắm vào hàng triệu người, bao gồm các nhà lập pháp, học giả và nhà báo, cũng như các công ty, bao gồm cả các nhà thầu quốc phòng. Một ứng cử viên khác của AfD trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, nhà lập pháp Đức Petro Pichon, bị tố cáo đã nhận tiền từ một trang truyền thông thân Nga. Ông Pichon đã bác bỏ cáo buộc này. Ông Konstantin von Nos, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội giám sát các cơ quan tình báo Đức, nói AfD là đảng của những chế độ độc tài. Họ không cố che giấu sự khinh thường đối với nền dân chủ và pháp quyền của chúng ta, và điều đó rõ ràng đã khiến các chính trị gia của họ dễ bị ảnh hưởng và chỉ đạo bởi Trung Quốc và Nga. Hôm 22 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền 2023 cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền, nhấn mạnh vụ bắt giam blogger Đường Văn Thái như là một trường hợp đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết trong phần mở đầu bản báo cáo dài 59 trang và kết luận không có thay đổi đáng kể nào về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua. Báo cáo cho biết, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, chính quyền Việt Nam giam giữ ít nhất 187 người vì hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 162 người bị kết án và 25 người đang bị tạm giam chờ xét xử. Riêng về các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, chính quyền đã bắt giữ 25 người và kết án 23 người chỉ vì họ thực hiện các quyền con người được quốc tế công nhận. Hầu hết các vụ bắt giữ và kết án này đều liên quan đến việc viết blog trực tuyến và các bị cáo bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự và lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Báo cáo nêu bật sự đàn áp xuyên quốc gia qua vụ bắt giam blogger nổi tiếng Đường Văn Thái, mặc dù chính quyền tỉnh Hà Tĩnh nói là đã bắt giữ một người đàn ông có tên Đường Văn Thái vào ngày 14 tháng 4 vì tội nhập cảnh trái phép. Các tổ chức phi chính phủ và truyền thông đưa tin rằng ông Thái đã bị chính quyền Việt Nam sang Thái Lan bắt cóc và cưỡng bức đưa về Việt Nam. Báo cáo dẫn lời blogger Lê Anh Hùng ở Hà Nội cho hay, nhân viên y tế và bệnh nhân đã đánh đập ông trong thời gian ông bị giam giữ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương số 1 từ năm 2019 đến 2023, báo cáo viết. Chính phủ tiếp tục sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia và những quy định mơ hồ khác của Bộ Luật Hình Sự để bỏ tù các nhà hoạt động bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa trên mạng và các nhà bất đồng chính kiến. Vào tháng 3 năm 2023, sau khi Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền 2022, Việt Nam nói rằng phía Mỹ đưa ra nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.
Vụ việc trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt có những dấu hiệu giống với vụ việc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trước đây, mà cuối cùng ông Thưởng phải ra đi. Các nhà quan sát chính trị nói rằng tình hình ông Huệ đang nguy ngập. Hôm 22 tháng 4, Bộ Công an Việt Nam cho biết họ đã khởi tố và bắt giữ ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Phạm Thái Hà bị bắt không lâu sau khi Chủ tịch Tổng Giám đốc cùng Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An có trụ sở ở Hà Nội và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, bị bắt về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Việc khởi tố ông Hà nằm trong phạm vi mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Thuận An. Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn nhân Bộ Công an, nói với báo giới trong nước sáng 22 tháng 4. Ông Hà, 48 tuổi, là trợ lý thân cận của ông Huệ. Ông đã đi theo ông Huệ trong toàn bộ quá trình thăng tiến của ông, từ những ngày ông Huệ còn là Tổng Kiểm toán Nhà nước cho đến Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, rồi Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đến khi ông Huệ trở thành Chủ tịch Quốc hội. Vụ việc của ông Võ Văn Thưởng trước đây và vụ việc này đối với ông Vương Đình Huệ cũng tương tự. Và sắp tới đây, ông Huệ sẽ là trùm cuối, tức là người sẽ chịu trách nhiệm sau cùng trong vụ Thuận An, cũng như ông Thưởng trong vụ Phúc Sơn. Bộ Công an vẫn dùng một bài bản là đánh vào các tập đoàn, doanh nghiệp, rồi từ đó truy ra quan chức cấp cao. Công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT có kế hoạch xây dựng một nhà máy trí tuệ nhân tạo trị giá 200 triệu đô la sử dụng các chip đồ họa và dữ liệu của hãng Nvidia. FPT có kế hoạch sử dụng sự hỗ trợ của Nvidia để thúc đẩy nghiên cứu AI tại Việt Nam nhằm phát triển các ứng dụng về giải pháp AI tại nhà máy trung tâm dữ liệu đã được lên kế hoạch, bao gồm cả AI và xe tự lái, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nói. Theo kế hoạch, FPT sẽ thành lập nhà máy tại Việt Nam và các thị trường tiềm năng khác, trong đó có Nhật Bản, Nam Hàn. FPT đang nỗ lực đạt được tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI thông qua hợp tác với Nvidia trong lĩnh vực công nghệ, phát triển kinh doanh và đào tạo. Hai bên cũng đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tại lễ ký kết hôm 23 tháng 4 ở Hà Nội, đại diện FPT cho biết, khoản đầu tư 200 triệu sẽ nhắm mục tiêu mở rộng hệ sinh thái điện toán đám mây có chủ quyền của Việt Nam. Nhà máy AI của FPT không sản xuất cương liệu và hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất của Nvidia. Giám đốc điều hành của Nvidia Jensen Huang cho biết vào tháng 12 năm ngoái rằng công ty muốn mở rộng quan hệ đối tác với các công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam và hỗ trợ nước này đào tạo nhân tài phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và AI. Ông Keith Strieger, Phó Chủ tịch phụ trách sáng kiến AI toàn cầu tại Nvidia cho biết tại một sự kiện đánh dấu sự hợp tác ở Hà Nội. Chúng tôi đang làm việc với nhiều đơn vị hoạt động khác nhau trong FPT. Chúng tôi có các thảo luận và chiến lược cho từng đơn vị đó. Nhà sản xuất chip Mỹ đã đầu tư hơn 250 triệu đô la vào Việt Nam. Hiện chưa rõ liệu quan hệ đối tác mới có tăng thêm đầu tư của Nvidia vào Việt Nam hay không. FPT là công ty công nghệ có giá trị nhất trên thị trường chứng khoán thành phố Sài Gòn của Việt Nam, với giá trị vốn hóa thị trường là 5,5 tỷ đô la. Công ty này cung cấp nhiều dịch vụ AI, đám mây và dữ liệu lớn. Tổng doanh thu của FPT vào năm ngoái đạt hơn 2 tỷ đô la. Nhà chức trách Campuchia đã trục xuất 231 công nhân Việt Nam kể từ đầu tháng 3 đến nay, báo Khmer Times của nước này đưa tin hôm 22 tháng 4. Diễn biến này gắn với việc Ban điều tra và thực thi pháp luật thuộc Tổng cục xuất nhập cảnh Campuchia tiến hành điều tra và trấn áp những kẻ lừa đảo trên mạng. Hôm 5 tháng 4, cảnh sát triệt phá nhóm lừa đảo trên mạng trú tại một khách sạn ở làng Putian. Trong hoạt động này, cảnh sát bắt giữ 88 công dân Việt. Vào ngày 27 tháng 3, cảnh sát bắt 35 công dân Việt khi trấn áp nhóm lừa đảo trên mạng ở khu nghỉ dưỡng ven biển Thammayat. Ngoài 123 người Việt kể trên, hôm 12 tháng 3, 108 người Việt dính líu vào lừa đảo trên mạng tại một sòng bạc đã bị trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Prechot gần Hà Tiên của Việt Nam. Ông Thush Sukhat,
Phát ngôn viên Bộ Ngoại vụ nói, để triệt phá nạn lừa đảo trên mạng ở đất nước chúng ta, chúng tôi có biện pháp là điều tra và sau đó trấn áp. Chúng tôi không phân biệt bọn họ là ai. Nếu các cá nhân phạm tội hình sự ở Campuchia, bọn họ bị bắt giữ và bị trục xuất về đất nước của họ. Ông Sokhat nói rằng, có một số vụ được người dân bình thường và các nạn nhân trình báo, nhưng trong những vụ mới này, chiến dịch điều tra được các chuyên gia lão luyện thực hiện. Ông lưu ý rằng, nạn lừa đảo trên mạng là trái pháp luật và đã lan rộng tới nhiều nước chứ không chỉ riêng Campuchia. Theo ông, cảnh sát muốn gửi thông điệp tới bọn tội phạm thực hiện lừa đảo trên mạng ở Campuchia rằng, bọn chúng sẽ đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật khi chúng bị bắt. Về phía Việt Nam, các trang tin tức cho hay hồi ngày 12 và 14 tháng 3 rằng Việt Nam tiếp nhận hơn 100 công dân bị Campuchia bắt và trục xuất với cáo buộc đánh bạc và 15 công dân bị lừa bị cưỡng bức lao động ở Campuchia. Các báo trong nước dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đưa ra khuyến cáo hôm 14 tháng 3 rằng công dân cần cảnh giác với lời mời làm việc nhẹ lương cao ở Campuchia. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.